Trung Quốc cáo buộc Philippines nhận xét hồ đồ về tranh chấp Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7 tháng 2 lên án Tổng thống Philippines vì những bình luận mà họ nói là hồ đồ khi so sánh tranh chấp ở Biển Đông với việc phương Tây xoa dịu Đức Quốc xã trước Thế chiến thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times tuần này, Tổng thống Philippines Benigno Aquino kêu gọi thế giới ủng hộ Manila về vấn đề lãnh thổ và so sánh sự thất bại của phương Tây trong việc ủng hộ tiếp khắc trước những đòi hỏi của Adolf Hitler vào năm 1938. Các công viên bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bác bỏ sự so sánh này và nói rằng chính Philippines đã chiếm bất hợp pháp những đảo của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Hồng nói, Trung Quốc đã có những sự hy sinh to lớn cho chiến thắng trong cuộc chiến chống phát xít toàn cầu và rằng Bắc Kinh cực kỳ bất bình với sự so sánh hồ đồ và hoàn toàn phi lý của Manila. Tuần trước Trung Quốc đã phản ứng giận dữ khi một tờ báo Nhật Bản loan tin rằng Bắc Kinh đang xem xét việc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không mới ở Biển Đông, tương tự như vùng phòng không mà họ đã áp đặt năm ngoái ở Biển Hoa Đông. Thứ tư vừa qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell nói rằng tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường chính đoạn là không có cơ sở rõ ràng trong luật pháp quốc tế. Phát công viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi nhận xét của Mỹ là cực kỳ vô trách nhiệm và nói rằng những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đã hình thành và phát triển qua quá trình lịch sử lâu dài.